Vâng, xin chào các anh chị các bạn, rất vui được gặp các anh chị các bạn trong bài học tiếp theo. Hôm nay thì tôi sẽ nói về kỹ năng tư vấn dành cho dân sale. Các anh chị biết rồi đấy ạ, đã là dân sale, đã là một bestseller, đã là một người bán hàng giỏi thì chắc chắn là kỹ năng tư vấn không thể tránh khỏi, là một cái kỹ năng hết sức là cần thiết và rất là quan trọng. Bởi vì những kỹ năng đàm phán hay là kỹ năng thuyết phục khách hàng, tôi giả sử thế, thì có thể đôi khi chúng ta mới cần đến, đặc biệt trong những cái sự kiện quan trọng là kỹ năng đàm phán hay những hợp đồng lớn dành cho các CEO, dành cho các cái manager, đúng không? Còn chúng ta là một sales staff, chúng ta là một nhân viên. Thế thì kỹ năng tư vấn là một kỹ năng gần như có thể nói là thiết yếu, đặc biệt dành cho tất cả chúng ta. Bởi vì khách hàng nào cũng cần tư vấn, đối tượng nào cũng cần tư vấn, mua sản phẩm gì cũng cần tư vấn. Từ cắt tóc, gội đầu cho đến mua xe hơi, cho đến mua nhà đất, mua bất động sản, cho đến đi du lịch, cho đến khám chữa bệnh, cho đến đi du học, thậm chí là học khóa học online, vân vân. Cái gì cũng cần tư vấn, đúng không? Thế chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của kỹ năng này rồi. Thế thì cái bài này tôi sẽ nói về các ý, các gợi ý quan trọng để bạn có thể có một cái kỹ năng tư vấn tốt, được chưa ạ? Vâng. Bắt đầu thứ nhất là chúng ta cần phải tìm hiểu về khách hàng và thông tin của khách hàng và nhu cầu khách hàng một cách chi tiết nhất. Đấy, chúng ta sẽ lập biểu ra và chúng ta xem lại những video trước, chúng ta xem là vậy thì nhu cầu khách hàng là gì, thông tin của khách hàng là gì. Chúng ta tìm hiểu càng nhiều càng tốt, bổ sung thông qua bảng hỏi, thông qua Facebook, thông qua Google AdWords, thông qua SEO, thông qua website, thông qua Zalo, vân vân. Chúng ta tìm hiểu thông tin của khách hàng của chúng ta. Đấy, có thể là khách hàng cá nhân hoặc là khách hàng doanh nghiệp thì chúng ta, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta phải nắm bắt được đúng nhu cầu nội tại của khách hàng. Sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị một cái bộ sale kit một cách đầy đủ, tài liệu, đúng không ạ? Tất cả những cái minh chứng video như tôi đã nói rồi thì chúng ta chuẩn bị sẵn ra để chúng ta sẽ thuyết phục khách hàng. Đấy, sau đó bước thứ ba đấy là chúng ta cũng cần chuẩn bị về mặt ngoại hình, về mặt trang phục để chúng ta bày tỏ cái sự chuyên nghiệp của chúng ta đối với khách hàng. Giống như các anh chị và các bạn xem cái video này thì tôi thường xuyên mặc com lê, mặc vest tông và mặc đầm mi. Đó, thì tôi muốn thể hiện rằng là tôi rất tôn trọng các anh chị, tôi rất muốn tỏ ra là mình chuyên nghiệp bởi vì các anh chị đang là khách hàng của tôi. Cái quá trình các anh chị xem video này, nghe video này và tương tác với tôi, đấy chính là lúc mà tôi đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Và tôi muốn khách hàng của tôi là các anh chị ạ, là nhận được rằng những cái giá trị tốt nhất từ cả lời ăn tiếng nói, tác phong, trang phục, có đúng không ạ? Và thỉnh thoảng tôi phải đổi một chút về đi lại, rồi thì trò chuyện, thì cười, rồi hỏi, vân vân. Hay bắt đầu những cái mới để làm gì cho nó mới mẻ đi một tí, đúng không ạ? Thế thì tiếp tục là ta sẽ nói về ngoài cái trang phục đấy ta đã biết được rồi, đúng không? Để ý hết quần áo, đầu tóc, đấy, mặt mũi, đồng hồ đeo tay, nước hoa, dây lưng, giày tất, đấy, hơi thở, nụ cười, vân vân. Xong, thấy chưa? Phong thái thì tin cậy, rồi thì lịch lãm, nó thân thiện, trung thực. Đôi mắt là nó nói lên rất nhiều điều, đúng không ạ? Một cái người mà có một cái tâm hồn rất là chân thật thì cái đôi mắt của họ lúc nào cũng sẵn sàng nhìn thẳng vào người khác, kiểu như thế. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải đặt lịch hẹn với khách hàng. Đấy, để tư vấn được thì chúng ta cần phải gặp khách hàng, đúng không? Và trước khi gặp thì chúng ta phải đặt lịch hẹn. Đấy là cái bước tiếp theo. Thì chúng ta có thể gọi điện thoại cho khách hàng, chúng ta có thể nhắn tin SMS cho khách hàng hoặc là Zalo hoặc là Facebook. Tóm lại một cái cách liên lạc nào đấy để mà chúng ta có thể là liên lạc với khách hàng và xác nhận với khách hàng rằng là ngày mai 10 giờ sáng mai tôi gặp anh chị, đúng không ạ? Hay là 3 giờ chiều thì chúng ta hẹn nhau ở cà phê một chỗ nào đấy, hay đến văn phòng tôi, vân vân. Chúng ta cần phải xác nhận với khách hàng như thế. Và trước một cái cuộc hẹn quan trọng chúng ta cần phải cẩn thận, nhắn tin, gọi điện thêm một lần nữa trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Thí dụ như là tôi có một cái khách hàng rất là VIP thực sự, đúng không ạ? Chị rất là bận, chị là phó tổng giám đốc của một cái tập đoàn rất là lớn. Đấy, tôi đang nói thí dụ thôi. thì chị rất là bận, chị phải liên tục gửi link với tôi, từ lúc mà tôi đặt vấn đề đến lúc mà chị có thể mua được hàng là cũng mất gần 1 tháng, và phải hủy đến 4-5 lịch, bởi vì là công việc cứ chồng lớn lên nhau. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục đặt lịch hẹn, xác nhận lịch hẹn và trò chuyện với chị, gặp chị tại văn phòng, xong mời chị đến văn phòng của tôi, xong bắt đầu trò chuyện thêm, trò chuyện với chồng chị để làm sao để giúp cho con chị đến sử dụng cái dịch vụ tiếng Anh tại công ty chúng tôi, hay là sử dụng cái dịch vụ du học tại công ty chúng tôi. Bởi vì trước đó tôi làm giám đốc kinh doanh trong một tờ làm giáo dục. Đó, ý tôi là như thế. Như vậy là chúng ta đã hiểu là cái ý đặt lịch hẹn chưa ạ? Chúng ta phải tỏ ra chuyên nghiệp, chúng ta phải gọi điện, nhắn tin, các thứ xác thực. Nếu như chúng ta có đổi lịch hẹn hoặc là chúng ta có trễ thì chúng ta cũng cần nên thay đổi một chút, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải thông báo cho khách hàng biết và giải trình lý do, hoặc là gửi email cũng được. Đấy là những cách mà chúng ta sẽ cần làm. Rồi, bước tiếp theo nữa đấy là chúng ta cũng cần phải chú trọng về các cái kỹ năng giao tiếp. Đấy, ví dụ như là chào hỏi, bắt tay, mời ngồi, chuẩn bị các cái đồ uống và những cái tài liệu cho chúng ta, bộ siêu kit. Thế thì cái kỹ năng giao tiếp như này thì tôi muốn nói như này, chúng ta cái ánh mắt, nụ cười chúng ta phải thân thiện, lịch lãm, được chưa? Chúng ta chào hỏi to rõ. Đấy, chúng ta bắt tay rất là chân thành, ấm áp. Cái bắt tay thì chúng ta sẽ làm như thế này, đúng không ạ? Vâng, chào anh chị, tôi là Phan Anh ạ. Vâng, em là Phan Anh ạ, xin chào anh chị. Chúng ta đưa tay ra một cách rất là nhanh, mạnh mẽ, được chưa ạ? Vâng, lòng bàn tay chúng ta chụm lại, bàn tay phải khô ráo, sạch sẽ, thơm tho nhá. Chúng ta tránh những lúc bắt tay nó bẩn, nhếch nhác, mồ hôi nhiều, hoặc là mới đi vệ sinh xong. Đấy. Đấy, khi chúng ta bắt tay thì chúng ta sẽ hướng người thẳng như thế này, nhìn thẳng vào mắt của họ, cười, đúng không ạ? Vâng, xin chào anh chị, vâng, xin chào anh, em là Phan Anh. Đó, thế cái cách như thế rồi chúng ta nói, cái câu chúng ta nói liên tục và chúng ta giới thiệu, chúng ta ấn tượng luôn. Em là Phan Anh, chuyên gia về online marketing. Vâng, hay là em Phan Anh chuyên đào tạo về King of Sale, có nhiều năm kinh nghiệm rồi ạ. Nếu mà các anh chị cần cái này, chị cần kia. Đấy, thế chúng ta đưa danh thiếp, đúng không ạ? Chúng ta phải học cách đưa danh thiếp. Rồi chúng ta cúi chào, chúng ta chào hỏi, bắt tay, vỗ vai. Đấy, thế thì ví dụ như là trong cái quá trình mà chúng ta đón khách chẳng hạn, ví dụ như là khách ở dưới tầng 1 và văn phòng của bạn ở tầng 4, với những khách quan trọng, đúng không ạ? Bạn có thể đi tận xuống dưới tầng 1, thậm chí là hầm để xe ô tô của khách. Bạn đón khách, bấm thang máy cho khách, đưa lên. Đấy, lên trên cái bạn mở thang máy ra, bạn mời khách vào chỗ ngồi. Nó rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Sau khi chào hỏi xong, bắt tay xong thì mời ngồi. Đấy, em mời anh chị ngồi ạ, và mời anh ngồi, mời chị ngồi đây ạ. Chúng ta chỉ chỗ cho khách, thậm chí nếu mà khách là phụ nữ thì chúng ta có thể kéo ghế ra cho khách. Đấy, vâng, mời chị ngồi. Thế thì đấy là một cái mà thể hiện chúng ta chuyên nghiệp. Đấy, ý tôi là như thế, chúng ta cần phải rất là chuyên nghiệp theo cái cách là chúng ta đang đối xử với khách hàng như là người yêu, đúng không ạ, như là người thân trong gia đình. Đấy, chúng ta dành những điều tốt nhất cho họ, những cái cử chỉ chuyên nghiệp nhất có thể, được chưa? Chúng ta lấy đồ uống cho khách, thậm chí đồ uống chúng ta cũng còn phải tinh tế và hỏi xem là họ có muốn uống cái gì không, họ có những cái gì mà họ đặc biệt quan tâm không trong đồ uống, đồ ăn ấy. Bởi vì bây giờ người ta ăn kiêng rất là nhiều các bạn nhé. Ví dụ như một chị mà thân hình hơi mập một chút, đúng không? Thì hỏi xin lỗi chị, có thể gọi đồ uống gì ạ? Thì ở đây bên em có nước lọc này, có nước hoa quả, có nước vắt, có nước công nghiệp đóng chai, vân vân, ví dụ thế. Thế thì mình phải lưu ý cái nhu cầu của họ, có đường hay không đường. Và chúng ta nhớ rằng khi khách hàng đã nói không đường tức là không đường, khách hàng nói không đá tức là không đá. Đừng có nhầm lẫn, đừng có cho vào khiến cho khách hàng khó chịu. Đấy, thí dụ như tôi đi gọi đồ chẳng hạn, tôi uống thì bao giờ tôi cũng sẽ làm không đường không đá, bởi vì tôi rất là sợ đá. Vì tôi nói nhiều mà. Đấy, tôi là giảng viên đại học và tôi là chuyên gia đào tạo, thậm chí tôi cũng là giám đốc của công ty. Cho nên ở ban ngày tôi phải họp với nhân viên, nói nhân viên, trao đổi công việc với nhân viên. Buổi tối tôi đi dạy. Đấy, rồi ở trên trường tôi đào tạo cho sinh viên của tôi. Đấy, rồi tôi đi tư vấn cho khách hàng, tôi nói rất là nhiều. Cho nên tôi rất là sợ uống nước đá. Đấy, thì tôi nói là không đá không đường thì các bạn phải để ý những việc đó. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu rằng cái kỹ năng giao tiếp chào hỏi ban đầu nó rất quan trọng, nó rất ấn tượng, nó tạo ra cho các bạn một sự tinh tế. Mình mời ngồi phụ nữ thì mình để cho họ ngồi trước, đúng không ạ? Hay là trong cái bàn tiệc, hay là trong một cái bàn ăn, hay là trong một cái bàn gọi món, gọi đồ uống thì bao giờ cũng nhường khách hàng gọi trước. Và quay menu đưa cho khách hàng, xin lỗi anh chị gọi đồ trước đi ạ. Và gọi xong rồi thì đến lượt mình. Đấy, kiểu như thế rất là chuyên nghiệp. Đấy, sau đó bắt đầu với chúng ta mới có thể là xem họ là thuộc cái tập khách hàng nào, DI, SC, đúng không? Để chúng ta có thể vào việc ngay, hay là chúng ta trò chuyện về con cái của họ, trò chuyện về sở thích của họ trước, ví dụ như thế, đúng không? Đấy, sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải định vị bản thân của chúng ta. Chúng ta giới thiệu về chúng ta, giới thiệu về công ty trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút. Tất nhiên là hãy giới thiệu một cách ngắn gọn, thông minh, hài hước và đầy đủ ý để mang tính định vị thương hiệu của bản thân chúng ta. Vâng. Đấy. Sau đó thì bắt đầu là chúng ta mới chuẩn bị đặt các câu hỏi, trò chuyện với khách hàng để lấy được thông tin. Bởi vì kỹ năng tư vấn quan trọng nhất đó là gì? Nói ít, nghe nhiều, hỏi nhiều, đáp đủ. Đấy, tôi nói lại nhé. Quan trọng nhất là phải nói ít, nghe nhiều, hỏi nhiều, đáp đủ. Chúng ta hỏi và chúng ta đáp. Đấy. Sau đó chúng ta lại đáp cái câu trả lời, chúng ta khơi gợi cho khách hàng lại trả lời tiếp. Thì những cái câu khơi gợi như thế, khách hàng họ sẽ nói ra những cái mong muốn thực sự ẩn xấu bên trong của họ, đúng không ạ? Nó giống như là chúng ta cứ moi ra thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều đó, được chưa? Chúng ta liên tục đặt các câu hỏi. Tất nhiên là liên tục ở đây ý tôi muốn nói là chúng ta đặt nhiều, chứ không cứ hỏi suốt. Thế thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng giống như là bị điều tra, bị hỏi cung, đúng không? Và ý tôi muốn nói là đặt các câu hỏi để mà khai thác được thông tin, và từ đó là xoáy được vào các cái vấn đề liên quan đến chi phí, liên quan đến nhu cầu, liên quan đến thời gian, liên quan đến mong muốn, liên quan đến những cái khó khăn. Đấy là những câu hỏi cốt tử mà chúng ta cần phải viết ra. Bao nhiêu câu hỏi, hỏi câu gì trước, hỏi câu gì sau, thậm chí chúng ta phải làm như vậy, được chưa ạ? Vâng, khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng thì chúng ta phải rất hiểu về sản phẩm của chúng ta rồi, rất hiểu về đối thủ rồi, rất hiểu về thị trường rồi. Phần này tôi đã nói về trước đó rồi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta tư vấn thì phải dựa trên là sự tin cậy, đúng không ạ? Sự trung thực, đúng không ạ? Sự thân thiện. Đấy, chúng ta sẽ giải quyết các cái vấn đề của khách hàng một cách từ tốn và đầy đủ các thông tin đưa cho khách hàng để khách hàng lựa chọn. Rất lưu ý đó là không thể nào nói sai, không đưa ra lời hứa nếu mà các bạn không áp dụng được, không làm được, đúng không ạ? Rồi thì không đưa ra những cái thông tin sai lệch cho khách hàng, hoặc là chúng ta tránh những cái việc mà chúng ta quá là vội vã hoặc là mang tính lừa dối khách hàng. Đấy. Bước tiếp theo đấy là chúng ta có thể xác định được ngay xem là khách hàng này có là khách hàng ba sẵn hay không, sẵn lòng, đúng không ạ? Sẵn tiền và sẵn sàng. Đấy. Thế thì ngoài cái chuyện là lúc đầu chúng ta đã tìm hiểu về khách hàng rồi, thì trong cái quá trình chúng ta tư vấn thì chúng ta moi được những cái thông tin của khách hàng, thì chúng ta xác định được đây là khách hàng có thể chốt đơn ngay hoặc là không thể chốt đơn ngay, hoặc là phải cần thời gian thêm để chốt được đơn, đúng không? Thế rồi thì chúng ta sẽ cần phải có một cái lộ trình tư vấn, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ nói với khách hàng là chúng ta nói chuyện với khách hàng trong bao nhiêu phút, 30 phút hay 15 phút hay 1 tiếng. Nó phụ thuộc vào cái mức độ quan trọng của công việc, cái bài tư vấn đó, và nó phụ thuộc vào mức độ rảnh rỗi của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng đến vào một ngày chủ nhật và họ nói là họ có rất nhiều thời gian, thì chúng ta có thể làm cho họ một cái bài tư vấn nó kỹ một chút, đúng không ạ? Chuyện trò rông rải một chút. Thế nhưng mà họ đến có 15-20 phút thôi, họ nói là rồi chị sẽ phải đi. Thế thì với cái thời gian như vậy thì chúng ta cũng phải tư vấn kiểu khác, hoặc là chúng ta hãy tư vấn cho họ thông tin về sản phẩm dịch vụ trước đã. Sau đó thì chúng ta mới bàn về cái câu chuyện là hôm tới thì mình sẽ đến văn phòng của họ, hoặc là mình sẽ đến nhà của họ, hoặc họ sẽ đến văn phòng của mình để tư vấn lại. Chứ còn nếu mà thời gian ít quá mà không đủ đảm bảo cái thời lượng mà bạn sẽ tư vấn chuẩn thì bạn cũng không cần chốt đơn ngay các bạn nhé. Vâng, ý tôi là như vậy đấy ạ. Thế rồi thì chúng ta cũng phải tập luyện các kỹ năng nói chuyện. Kỹ năng nói chuyện đặc biệt là chúng ta phải là biết cách kể chuyện, biết cách khơi gợi, biết cách dẫn dắt, đúng không ạ? Biết cách hài hước, biết cách khai thác các điểm chung, bởi vì đôi khi khách hàng họ cũng ngại nói, hoặc là chúng ta sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là nó bị trùng xuống, hay là hai bên không biết nói cái gì nữa. Thì như vậy là chúng ta cần phải có cái nghệ thuật riêng. Thế thì ở trên các cái nhà sách ấy, nó có một cái cuốn sách đấy là nghệ thuật nói chuyện phiếm, hay tiếng Anh nó gọi là small talk đấy, đúng không? Nó sẽ giúp chúng ta biết cách nói chuyện với khách hàng. Chúng ta tìm những điểm chung, ví dụ như là bạn có thể nói về bóng đá, bạn có thể nói về thời trang, bạn có thể nói về ẩm thực, nói về nuôi dạy con cái nếu như mà họ là những người đã có gia đình, hay nói về tình yêu, đúng không? Hay nói về thời tiết, hay nói về xe cộ. Đấy, thì có rất nhiều chủ đề để chúng ta có thể phá băng, để chúng ta có thể đưa nhau tới lại gần hơn, và chúng ta có thể tạo ra lòng tin, cái sự giao tiếp ban đầu trở nên thân thiện, phá băng nó rất là nhanh, đúng không? Thì cái đó chúng ta cần phải chú trọng. Thế chúng ta lượm nhặt các thông tin ở trên mạng, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì trong tư vấn thì chúng ta cũng có thể sử dụng mượn lực. Ví dụ đối với những cái case study, những cái trường tình huống mà khách quá khó, hoặc những câu hỏi mà khách hỏi chúng ta không thể trả lời được, thì chúng ta cũng nên thành thật với khách hàng là gì ạ? Dạ vâng, với trường hợp này thì em không đủ thẩm quyền để trả lời, hay không đủ cái thông tin để cung cấp cho anh chị, thì em sẽ mời sếp của em, anh trưởng phòng, anh giám đốc hay là anh CEO, đúng không? Hay là chị giám đốc này, chị giám đốc khác, đúng không? Sẽ ra tư vấn tiếp cho anh chị. Đấy, thế thì vì anh chị có nhiều kinh nghiệm rồi, và những cái này em không đủ thẩm quyền, em không đủ thông tin. Thế thì mình cũng nói như thế là cho khách hàng thấy là mình rất tôn trọng khách hàng. Tất nhiên sau này mình sẽ cố gắng để nâng lên, để không bao giờ bị rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng mình vẫn luôn cần mượn lực, đúng không ạ? Luôn cần sự trợ giúp của đối tác, của chính những người đồng nghiệp. Và lúc này chúng ta có thể là tư vấn một lúc là gì ạ? Chúng ta này, đồng nghiệp của chúng ta này, và khách hàng của chúng ta, 3 người sẽ cùng tư vấn, 4 người sẽ cùng tư vấn luôn. Đấy, càng tốt, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên chúng ta phải tung hứng, nó khéo, chứ còn lại cứ vào đấy tranh nhau nói alo xô thì đấy là chúng ta đã không chuyên nghiệp, chúng ta đã không biết cách tư vấn. Đấy, chúng ta phải người này nói, người kia phải đồng tình, phân tích, người kia phải nói thêm vào, vâng cái ý này rất là hay, và em thấy như này, em thấy như khác. Mình vun vào và mỗi người một cái góc độ, chứ không phải là tranh cướp nhau để nói, để tư vấn cho cái khách hàng đó. Thậm chí là chúng ta cũng có thể rút ra, đúng không? A với B đang tư vấn, A đang tư vấn cho khách hàng B, thì C là sếp của A, đúng không? C sẽ trực tiếp tư vấn cho B, và sau đó A sẽ chuyển lại thông tin khoảng độ 5 phút, sau đó A có thể xin phép giúp hoặc là ngồi đó nhưng không nói gì để cho C tư vấn cho nó chuyên nghiệp. Thì cái yếu tố mượn lực kết hợp với đồng đội, kết hợp với cấp trên để chốt khách hàng trong tư vấn cũng rất là cần thiết các bạn nhé. Thế rồi thì chúng ta trong quá trình tư vấn thì chúng ta phải rất nhanh chóng tìm ra được cái vấn đề thực sự, đúng không? Insight đấy, insight customer đấy. Đó. Là chúng ta phải xoáy sâu vào cái vấn đề của khách hàng là gì, họ sợ hãi hay là họ vui sướng, hay họ mong muốn cái gì, cái nỗi đau của họ là gì, chúng ta phải biết được. Là có những cái nỗi đau nó mang tính chất ẩn chứa, là chúng ta phải biết được để chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta tư vấn, chúng ta trả lời các câu hỏi, và khi trả lời các câu hỏi chúng ta cũng nhớ rằng là chúng ta đang giao tiếp chứ không phải hỏi đáp như kiểu hỏi cung. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 30 tuổi, đúng không? Anh làm nghề gì? Anh làm giáo viên, đúng không? Anh thu nhập của anh thế nào? Thu nhập của anh thế này thế kia, vâng. Thu nhập của anh như thế này thì rất là tốt và hoàn toàn có thể đáp ứng được cái chương trình này, chương trình kia của bọn em, và không có phải lo lắng gì cả, vân vân, kiểu như thế. Ý tôi muốn nói là những câu chuyện, những câu hỏi là phải có tính chất là phân tích, phải có tính chất là tiếp tục diễn biến, chứ không phải hỏi gì đáp lấy xong thôi. Ok, đấy là cái phần tư vấn, được chưa? Vâng, và có một cái câu nói rất là vui, trong cái quá trình tư vấn mình phải thể hiện được cái sự nhiệt tình, sự chăm sóc ân cần, sự giúp đỡ của chúng ta với khách hàng. Thì người ta nói là hết mình với khách hàng thì khách hàng sẽ hết tiền với mình. Tôi nghĩ câu nói này rất đúng trong cái trường hợp cái kỹ năng tư vấn của các bạn. Vậy thì các bạn hãy phát triển, các bạn hãy hoàn thiện và hãy nâng cao hơn nữa cái kỹ năng tư vấn của mình thông qua những gợi ý mà tôi vừa nói, và để chúng ta có thể đạt đến cái mức độ đẳng cấp của King of Sale, và chúng ta có thể bán được nhiều hàng và trở thành người bán hàng giỏi nhất của công ty, của khu vực của chúng ta và giúp chúng ta đứng ở đỉnh cao nghề nghiệp, có thu nhập tốt cho bản thân chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video bài học kỹ năng tư vấn dành cho kênh Hợp Sale. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Nếu có câu hỏi thì hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp hoặc là thảo luận cùng với tôi. Vâng ạ.